Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Các Chuyện và đến với Các Chuyện ngày hôm nay kính mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe một bộ truyện mới sẽ được phát sóng ngay bây giờ và mỗi lần nghe xong chuyện trên kênh các chuyện thì quý vị hãy dành ít phút thời gian của mình bình luận những cái cảm xúc của mình sau khi nghe xong những cái câu chuyện mà chúng tôi gửi đến quý vị khán giả và hãy dành cho Hồng Nhung một đăng ký kênh để chúng ta không bỏ lỡ những video phát hành sớm nhất sẽ được phát sóng mỗi ngày trên kênh các chuyện quý vị nhé. Còn bây giờ thì kính mời quý vị khán giả chúng ta cùng chú ý theo dõi. Khi con người ta bị đi quá giới hạn, khả năng nhẫn nhìn sẽ không còn. Chị Liên mang tiếng là vợ sắp cưới của Vinh. Dù năm lần bảy lượt chị ta làm khó tôi Tôi cũng chấp nhận Nhưng việc chị ta đến hại chị Lan suýt mất mạng Đã khiến tôi phẫn uất Và đến hiện tại việc chị ta bạo hành con trai tôi đến bầm tím cả người Chính là giọt nước tràn ly Thằng bé nó biết gì Chị ta không còn là khốn nạn mà là độc ác Thằng bé vừa trải qua một cuộc phẫu thuật thập tử nhất sinh Mà chị ta lại nỡ ra tay như vậy Tôi không còn muốn giữ lý trí Ông Bo đứng dậy lao ra ngoài Thế nhưng mới đến cửa đã bị Vinh chặn lại và nói Thủy bình tĩnh Tôi nhìn Vinh Có vẻ như anh ta đã nghe được hết hoặc đã biết Nếu đã vậy tôi càng không cần nhân nhượng liền nói Anh buông tay tôi ra Chuyện này để tôi giải quyết Anh thì giải quyết được cái gì Buông tay tôi ra Tôi đã bảo để im rồi con gì Xem ngang ngược thế nhở Tôi sẽ không để con trai tôi chịu thì thòi đâu Nói rồi Vinh xuống dưới Tôi cũng bế bo Cố nín nhịn đi theo sau Chị Liên vẫn ngồi dưới phòng khách chơi với bà Thảo Ông Quang thì ngồi bên ngoài sân hóng gió Thấy tôi cùng với Vinh bước xuống Chị Liên hơi nhếch môi Tôi chỉ hận mình không đặt bo xuống Mà lao vào đánh cho chị ta một trận Vinh kéo bo về phía mình ngồi Rồi từ tốn nói Mẹ Dạo này Con đi làm ai là người nhà tắm cho bo Có chuyện gì Tôi nhìn chị Liên Lông mày hơi trao lại Bà Thảo hất mặt sang chị và nói Con Liên nó tắm Mà có chuyện gì? Nó tắm cho thằng bé thơm tho sạch sẽ Chứ có cái gì mà tự dưng mày hỏi với chất vấn như thế? Vinh kéo áo bo lên Gân trên trán anh giật liên tục Mặt đỏ au và rít lên Mẹ xem thằng bé Bầm tím hết cả người Mà mẹ không biết à Mấy hôm nay con bận để thằng bé ở nhà cho mẹ Mà mẹ lại để người lạ tắm Rồi người nó tím tái hết cả thế này Bà Thảo nhìn vết bầm trên người Bo Gương mặt lộ vẻ sừng sốt, tột độ Còn chị Liên mặt vẫn bình thản và nói Thằng bé nó bảo nó ngã Tím Nên cháu cũng quên và không nói lại với bác Chị Tam vừa nói xong Vinh đã đập tay xuống bàn và giết lên Đến lúc này mà cô vẫn giả hoạt định chối tội à Cô bấu thằng bé ra như vậy Còn dám nói là thằng bé bị ngã Anh nói gì Thủy em đã nói gì với anh Vinh Chị có làm gì em đâu Mà em lại đi nói linh tinh như thế Lúc này ông Quang theo ồn nào bước vào Vinh cúi xuống hỏi bo Con nói cho ba biết Có phải cô liên bấu con không Có bà ở đây con không phải sợ Thằng bé không đáp Hai tay bám chặt lên vai Vinh và khẽ gật đầu Liên Trẻ con nó không biết nói dối Sao cô lại có thể tàn nhẫn bạo hành Một đứa bé chưa được 5 tuổi Lại vừa phải trải qua một cuộc phẫu thuật Bà Thảo nhìn chị Liên Ánh mắt vẫn như chưa tin nổi Chị ta vẫn giữ thái độ bình thản và nói Trẻ con không nói dối Nhưng người lớn dạy nó nói dối Nó vẫn có thể nói dối Thủy là con người cháu chờ thế nào anh cũng biết Tại sao anh không nghĩ cô dạy thằng bé nói bà Thảo lúc này gật đầu và đáp đúng đấy cái liền nó rất yêu trẻ con nó mua nhiều đồ chơi cho Bo chắc chắn nó không phải người như vậy biết đâu có người cố ý giở trò thì sao muốn biết Bo nói dối muốn biết ai giở trò thì mọi người xem đoạn video này hôm qua con đưa Bo đi gặp chị gái của Thủy trong bệnh viện thì Thủy phát hiện ra người thằng bé có rất nhiều vết bầm con mang thằng bé đi khám bác sĩ nói đây là vết thương do tác động ngoại hỏi bo thì bo nói ngã vào thành giường nhưng ngã không thể cho những vết bầm nhỏ con như vậy nên chiều qua khi ba với mẹ đi sang nhà cô huynh con đã bí mật lắp camera phòng bo cả trong phòng ngủ của bo lẫn trong nhà tắm sáng nay do có cuộc họp nên con chưa thể xem được đến ban nãy con đã lên xem hai buổi tối người tắm đều là liên mẹ và ba xem đi vinh vừa nói đến đây liên chật tái mét mặt hình như chị ta run đến mức không thể thở nổi. Thế nhưng, không kịp, Vinh đã kéo chiếc máy tính lại và bật lên và nói. Con chỉ cho xem những đoạn cắt, video full, lát có thể xem sau. Nói rồi Vinh khẽ ăn nút, trên màn hình máy tính rất rõ nét, từng tiếng bước chân đi cũng nghe được. Ngày phòng tắm, chị Liên đang cởi quần áo cho Bo rất mạnh bạo. Thằng bé im lặng chịu đựng. Không nói gì, Vừa cởi xong chị ta liền đưa tay tát bốt một phát vào đầu thằng bé rồi giết lên Ta đã cấm mày Không được đòi mẹ mày cơ mà Mày muốn chết không? Tôi nhìn theo Không kìm được la vào chị ta và cầm tóc gào lên Sao chị có thể đánh thằng bé đến như vậy? Tại sao? Chị lại xúc vật và cầm thú Vừa nói tôi vừa bật khóc tô tô Thực sự nhìn con bị chị ta bạo hành tôi không kìm nổi nước mắt Vinh phải buông tay bo Kéo tay tôi ra tôi mới dừng lại Trên màn hình chị ta ấn đầu bo xuống dưới đất mạnh Tay chạm xuống mặt sườn bấu một cái rõ đau Phải đau thế nào thằng bé mới bầm tím lên như vậy Tim tôi như coi cứa Chị ta vừa bấu vừa dọa nạt Tao cấm mày được kể chuyện này với ai Tao nhắc lại Chuyện này mà có ai biết Tao sẽ giết chết con mẹ mà đấy hiểu chưa Thằng bé bị dọa Đứng nét vào một góc Trần chuồng không kêu than, chỉ khẽ gật đầu. Tôi gần như không thể xem nốt đoạn video bởi những cái đánh vào con và tôi gào lên. Còn cầm thú này, mày không phải là người. Tôi định lao vào là bị Vinh kéo ra. Lúc này tôi không còn nể nang gì. Không có muốn gọi một câu chị hay câu em gì nữa. Chỉ muốn táng thẳng vào các bản mặt cầm thú của nó. Bà Thảo nhìn đoạn video gương mặt vẫn thất thần kinh hãi còn đoạn video hôm nay chị ta tắm Nhưng Vinh thấy tôi bị kích động mạnh Lên không bật Tất cả mọi người đều gần như không dám tin Vào những gì diễn ra trước mắt Vinh đưa bo cho người giúp việc Mang lên tầng rồi nói Mẹ, một người độc ác thế này Mà mẹ muốn cô ta cưới con Muốn cô ta chăm sóc cho con trai của con à Bà Thảo lúc này Nước mắt đã rơi Vinh nói tiếp Chưa hết đâu Chính cô ta là người khiến cho chị Thủy Bác ruột của bom phải nhập viện chị bẻ hen xuyễn Lại bị tim như vậy Mà cô ta đến kích động Rồi vứt thuốc của người ta đi Khiến người ta suýt chết Và hơn hết Cô ta còn là người đứng sau Hai tên đường dây tống tiền con năm ấy Đoạn video tống tiền là cô ta Sao hai tên đấy chứ không phải là thủy tống tiền Vinh Con nói gì Mẹ có thể không tin Nhưng con đã điều tra lại Nếu mẹ muốn Mai có thể ra cơ quan con xem bằng chứng nhưng con chưa kịp mang về sao có thể sao lại không thể vì muốn hạ nhục thủy mà cô ta làm như vậy trước kia con về nghĩ thủy bỏ con nên không muốn điều tra những việc ấy nhưng giờ gặp lại thấy quá nhiều nghi vấn nên đã tìm hiểu lại mọi việc bà thảo nhìn liên đột nhiên lao đến và rít lên liên tại sao mày làm như thế mày tống tiền thằng vinh cũng được Mày làm gì cũng được Nhưng tại sao Mày lại đi bảo hành một đứa trẻ Mày biết đó là cốt nhục của thằng Vinh Mày biết là cháu đích tôn của nhà họ Trần Sao mày dám làm như vậy Tại sao Con Liên lúc này ngồi im run rẩy và đáp Video kia có thể là cắt ghép thôi Bác nghe cháu nói Có cả một đoạn video full Mà mày dám nói là cắt ghép Mày đánh nó như vậy Mà mày bảo là cắt kép Bao nhiêu năm nay Tao coi mày như là con cháu ở trong nhà Tại sao mày làm như thế Tao vì nghĩ cho mày gần gũi với nó Để sau này chăm sóc nó tốt hơn Mà mày dám ra tay với nó Còn ôn nghiệt này Sao mày dám đánh nó như vậy Bác Mày đừng có gọi tao là bác Mày cút ra khỏi đây Ông Quang ôm đầu Cảnh Bo bị đánh khiến người như ông cũng không kịp được nước mắt. Ông tức giận kéo con Liên đứng dậy rồi nói. Mày cút ra khỏi đây mau! Cái loại xúc vật! Bác ơi! Ta nói cho mày biết. Từ giây phút này mày vĩnh viễn không được bước chân vào ngôi nhà này. Con Liên nghe xong bật khóc tức tười, vừa khóc vừa nói. Cháu biết cháu sai rồi. Nhưng thực sự là do cháu ghen tuông mù quáng vì anh vinh lúc nào cũng tìm đến cô ta cháu giận quá này mất khôn ạ vinh nhìn liên và đáp lại cô có tư cách gì mà ghen tôi chưa từng yêu cô chưa từng có gì trên mức tình bạn với cô nếu không thì mẹ tôi quý cô nếu không vì chơi với nhau từ nhỏ tôi đã cắt đứt với cô từ các ngày cô đánh thủy trên máu miệng rồi nhưng nẻ tình cô không biết những việc ác độc nên tôi còn mặc kệ Mẹ tôi quý cô Tôi không có cách nào ngăn cản Nhưng cô lại không biết điều Đánh một đứa nhỏ Độc ác như vậy Những ngày qua tôi đi công tác Lại có mấy vụ điều tra không để mắt đến nó Một chút mà cô lại ra tay tàn nhẫn Như một con thú vô học Anh Vinh Ông Quang dường như không nhìn nổi Cái điệu bộ của con bộ liên liền đầy nó xuống đất và nói Cút Cháu xin bác Ta bảo mày cút Cái loại bạo hành trẻ con như mày Không có tư cách làm ô xin trong cái nhà này chứ đừng nói là làm dâu Con Liên dường như đã không còn một lời nào để nói Đứng dậy lào đảo bước ra ngoài Khi nó đi khuất Tôi cũng ngồi phịch xuống ghế và bật khóc Khóc vì thương con Vì căm thức, vì phẫn uất. Bà Thảo cũng vừa khóc Vừa nói Khổ thân thằng bé Tôi Ông Quang thấy bà khóc thì liền quát Không phải tại bà bà tắm táp chăm sóc cho cháu nó thì không xảy ra cớ sự này tại à, tôi cứ nghĩ là cho con liên gần gũi với thằng bé để nảy sinh tình cảm bình thường con bé nó rất tốt với tôi cơ mà sao nó lại như vậy vì bây giờ nó mới lộ bản chất chứ sao bà lúc nào cũng thích nó cũng dung túng nó tung tin đồn giờ nó làm gì bà cũng ủng hộ tôi tôi nói rồi trên đời này chỉ cùng máu mủ ruột thịt Mới có thể tin được Hôm nay mà không phát hiện ra Chắc chắn thằng bé gặp nguy hiểm lúc nào không hay Bà Thảo loạn trọng đứng dậy bước lên tầng Vinh cũng cất máy tính mang lên Tôi nhìn ông Quang một lúc sau mới nói Ông Quang Tôi có thể ghi thêm trong điều khoản một yêu cầu được không? Yêu cầu gì? Hãy đảm bảo mọi sự an toàn cho thằng bé cô thủy tôi biết cô đang lo lắng điều gì nhưng có lẽ đây là bài học cho vợ chồng tôi cô yên tâm sau này thằng vinh có lấy ai tôi cũng sẽ không bao giờ cho bất cứ ai động đến nó điều này tôi có thể đảm bảo với cô và nếu như còn xảy ra sự việc như vậy tôi sẽ trả lại quyền nuôi thằng bé cho cô nghe ông quang nói tôi cũng đủ hiểu sau lần này Ông sẽ không để cho Bo phải chịu thêm lần thiệt thòi nào nữa Tôi thương con Gia đình người ta cũng thương cháu Chỉ có điều tôi vẫn rất đau lòng Ông Quang nhìn tôi và nói tiếp Tôi nghĩ ngày mai cô nên dọn đến đây đi Bà nãy tôi có nghe thằng Vinh nói con bé lên đứng sau vụ tống tiền Tôi không nghĩ nó lại có thể làm ra trò này Cô Thủy Trong điều khoản tôi có thể đảm bảo với cô thêm một việc Đảm bảo an toàn cho cô và người thân của cô ngay từ lúc này Thằng bé hôm nay rất sợ hãi Cô có thể ngủ lại và ngủ với nó Còn về việc của chị gái cô với bạn thân cô Giờ tôi sẽ cho người để mắt tới con đi Tôi gật đầu cảm ơn bước lên phòng của bò Bà Thảo đang ôm nó Nước mắt vẫn rơi lã trã Nội xin lỗi con Xin lỗi con nhiều lắm Bà nội, bà đâu có lỗi gì đâu bà bo ngoan từ nay bà sẽ không để ai đụng vào con đâu bo gật đầu thơm lên má bà thảo đến khi nó nhìn thấy tôi liền nói mẹ thủy bà thảo nhìn tôi khẽ đặt bo xuống rồi bước ra ngoài không nói gì với tôi khi tôi vừa bước vào liền ôm con và nói bo con sợ lắm đúng không dạ nhưng giờ con hết sợ rồi bà nội bảo từ nay Bà sẽ không cho cô Liên vào đây nữa Mà mẹ ơi Hôm nay mẹ ngủ đây với con được không ạ à? Tôi gật đầu và đáp Được Hôm nay mẹ ngủ với con Thằng bé thấy vậy liền nhảy tót sướng chạy ra ngoài và gọi Ba ơi Ba Con chưa kịp hiểu chuyện gì Vinh đã bước vào Bo nhìn Vinh hớn hở và nói Mẹ đồng ý ngủ lại với hai ba con mình rồi Tôi kinh ngạc lắp bắp và nói Mẹ bảo mẹ ngủ với Bo thôi cơ mà Nhưng Bo bình thường ngủ với ba quen rồi Nhưng mà mẹ không thể ngủ với ba được Con xem giường chật như thế này Vinh đứng quanh tay dựa lưng vào tường và đáp Giường mét 8 mà chật à Tôi với Bo nằm cũng chỉ hết chưa đến một mét Cho em 80 phân đấy Anh Tôi nhìn Vinh Mắc nghẹn mà không biết phải làm gì Bo thấy tôi như vậy Xị mặt sớm và nói Mẹ ơi, con sợ lắm Mẹ ngủ đây với ba con đi Con muốn nằm giữa cả ba lẫn mẹ Thực lòng tôi cũng không biết phải làm thế nào Thương con muốn ngủ cùng Nhưng ngủ chung cả Vinh Tôi khẽ đi về phía Vinh hơi huyết tay và nói tiếp Hôm nay ba Vinh hình như có lịch trực đấy Vinh lắc đầu và đáp Không hề Lịch trực tuần này không có ngày nào luôn Bo lại nói Mẹ, Mẹ không thích ngủ với con à, hay mẹ ghét con? Không phải đâu. Thế mẹ đồng ý đi. Vinh cúi xuống thì thầm vào tai tôi. Thằng bé sợ hãi như vậy, em ngủ với nó đi. Nếu ngại thì đợi nó ngủ say tôi sẽ đi về phòng. Thật nhé? Thật. Tôi thế vậy không còn cách nào khác, ôm bo lên giường. Vinh nằm ở ngoài, bo nằm ở giữa, tôi nằm ở trong. Bò ngủ không thích có ánh điện sáng để đành tắt đi Chỉ bật cái bóng ngủ lờ mờ Dưới bóng sáng ấy tôi thấy Vinh nắm bàn tay nhỏ bé của bò và nói Bò Thế này con đã đỡ sợ hơn chưa? Dạ con đỡ rồi ạ Từ nay Ba dù bận thế nào cũng sẽ về với con Tắm rửa cho con nhé Tối nào ba mẹ cũng sẽ ngủ với con thế này Thật không hả à, ba? Thật Bo quay sang thơm lên má Vinh Rồi lại thơm lên má tôi cười vui vẻ Mẹ ơi Chỉ cần ngủ cùng ba mẹ thế này Thì con không sợ gì hết Từ nay mẹ hôm nào cũng ngủ với Bo và ba Vinh nhé Tôi ngửa ngùng đáp Được rồi Nào Mẹ gãi lưng cho Bo Bo có buồn ngủ không nào Dạ không Tối con buồn ngủ nhiều quá giờ hết rồi Trời đất ơi Thế này thì bao giờ Binh mới về đây? Tôi liếc nhìn anh Tự dưng bắt gặp ánh mắt anh cũng nhìn mình Không hiểu sao tôi không chịu được ánh mắt ấy Đành cúi xuống Bò vẫn cười nói tiếu tít Tôi cũng nói chuyện cho con quên đi chuyện của Liên Tôi thật sự không mong gì nhiều Chỉ mong những chuyện buồn này đừng đến với con nữa Trời mỗi lúc một khuya Bò vẫn chưa chịu ngủ Hết quay sang tôi nhõng nhẽo Lại quay sang Vinh đòi kể chuyện Mấy ngày mệt nhọc Tôi thật sự rất buồn ngủ cuối cùng khi nghe vinh kể chuyện cho bo tôi cũng ngủ thiếp đi trên tầng có tiếng ông quang và bà thảo nói chuyện với nhau hình như hai người vẫn đang chưa hít bàng hoàng về chị liên tôi chỉ nghe được loáng thoáng rồi ngủ thiếp đi đến khi tỉnh dậy chợt giật mình khi thấy cả tôi và bo đều được vinh ôm chặt khi tôi còn chưa kịp phản ứng gì bo cũng bật dậy bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa rồi tiếng bà thảo cất lên bo dậy chưa nào Tôi sợ hãi định dậy mở cửa Vinh bước ra và nói Mẹ à Bà Thảo nhìn Vinh Hơi nhíu mày sau đó quay sang tôi và dục Cô vệ sinh cho thằng bé rồi dẫn nó xuống nhà ăn sáng Ông nhà tôi nói sắp xếp cho cô và chị gái một phòng ngủ bên phòng của Bo rồi Lát nữa tôi sẽ kêu tài xế đưa cô sang đón chị của cô Cảm ơn bà Tôi bế con dậy Đưa con vào phòng đánh răng rửa mặt cho thằng bé thế nhưng mặt tôi cứ đỏ bừng nghĩ lại ban nãy hình ảnh vinh ôm hai mẹ con không hiểu sao tôi thấy có chút xấu hổ thực ra tôi cũng từng mơ có một gia đình nhỏ hạnh phúc có thể cho bo được đầy đủ cha mẹ nhưng giấc mơ đó dù thế nào cũng quá xa vời trước kia với dũng thì cả hai không có tình cảm với nhau cuộc sống hờ hững và lạnh nhạt còn với vinh tôi càng không dám mơ hay nói cách khác không có tư cách gì để mơ khi tôi đưa bo xuống nhà mọi người cũng đều xuống đông đủ ở một nơi quá sang trọng thế này khiến cho tôi cảm thấy lạc lõng bo được bà thảo cho ngồi lên một chiếc ghế ngay bên cạnh từ nhỏ tôi đã rèn cho con cách ăn uống tự lập nên cũng không có khó khăn gì chỉ có điều trước khi ăn có nhiều quy củ hơn Ăn sáng xong bao được bà Thảo đưa ra ngoài sân để phơi nắng Vinh và ông Quang đi làm Còn tôi thì được tài xế trở về chung cư của cái chi Đón chị Lan về nhà Trên đường đi tôi cũng nói sơ quan với chị Lan rằng Sẽ sống ở nhà Vinh một thời gian để chăm sóc bò Khi về tới nhà ông Quang Đồ đạc của chị Lan được đưa lên phòng Bò thấy bác đến thì vui lắm Tiêu thích chạy ra ôm lấy và kể chuyện Cả ngày hôm ấy tôi rất rảnh rang mọi việc trong nhà đều có giúp việc lo tự dưng tôi lại thấy giàu có cái chán của giàu mà nghèo thì cũng có cái khổ của nghèo bà thảo ngồi hết uống trà lại lên tầng tôi cũng không dám nói chuyện quá nhiều vì thế ánh mắt không được thiện cảm lắm của bà dành cho tôi tuy là vậy nhưng đối với bo bà lại hết mực yêu thương thằng bé cũng rất quấn quýt bà trẻ con là thế ai thương nó thì nó gần gũi lại ai ghét nó cũng có biểu hiện tránh xa đến chiều tối hôm ấy khi ông quang và vinh đi làm về ông quang có dặn hôm nay vợ chồng ông sẽ đi dự tiệc đầy tháng của cháu một người bạn nên không ăn cơm ở nhà lúc ăn cơm xong tôi dìu chị lan lên phòng rồi tắm táp vừa tắm xong bao đã chạy sang cười và nói mẹ ơi ra đi ngủ với con ngày xưa ở nhà dũng vì muốn con tự lập sớm nên tôi cho thằng bé ngủ riêng dạo này không hiểu sao nó rất hay nhõng nhẽo đòi ngủ với mẹ nhưng dù sao thì cũng chỉ còn có hai tháng nữa Tôi sẽ chính thức để bo lại trong bà Quang nuôi Từng phút từng giây này Tôi đều muốn tranh thủ bên con Chị Lan nằm trên giường sau ca phẫu thuật Vẫn chưa hồi sức hẳn Nên đã ngủ trước Tôi bế bo sang Giờ hỏi Đêm nay chỉ có mẹ ngủ với bo thôi nhá Không đòi đòi ba nữa nghe chưa Nhưng con muốn cả ba với mẹ ngủ với con cơ mẹ ơi sao mẹ cứ không muốn ở cùng con và ba ba đã làm gì sai với mẹ à con chỉ muốn làm cái gì có cả ba cả mẹ bạn con ai cũng như vậy nghe ba nói bỗng dưng tôi khửng lại từ nhỏ đến giờ con được mấy lần hạnh phúc cùng với cả ba lẫn mẹ câu nói của con khiến tôi thực sự cảm thấy đau lòng tôi bế con lên Thơm má con chở thế vinh đang đứng ngay trước cửa anh nhìn tôi vẻ mặt chăm chú không rời tôi đang sợ cái gì tôi sợ rằng bà thảo ông quang biết tôi và vinh cùng ngủ với thằng bé hay sao nhưng chỉ là ngủ thôi mà thằng bé mới phẫu thuật xong lại trải qua việc bị liên bạo hành là tôi và vinh đang giúp thằng bé bớt sợ hãi tôi cố từ biển minh cho mình như vậy nhưng lại thấy nỗi sợ hãi hình như không xuất phát từ đó thế nhưng tôi cũng không muốn nghĩ nhiều nữa mà đi vào phòng vinh cũng đi theo khi bon đi vệ sinh anh liền nói em không muốn cho thằng bé có một gia đình em là mẹ nó anh là ba nó dường như em đang cố muốn tách ra chứ không muốn gộp lại trẻ con rất muốn ba mẹ bên nhau thằng bé cũng đã chịu nhiều tổn thương rồi em vẫn không thể mở lòng ra để thằng bé có một cơ hội vui vẻ hạnh phúc à tôi nhìn vinh bỗng thấy mình hình như rất ích kỷ bản thân chỉ đang nghĩ rằng cần con nhưng lại không hiểu con cần cả tôi và vinh nhưng chỉ hai tháng nữa tôi phải rời xa con lựa chọn này của tôi không thể nào thay đổi được tôi nhìn vinh bỗng dưng giây phút này muốn quên đi bản hợp đồng kia chỉ qua hai tháng thôi tôi muốn dành chọn hai tháng này để cho con có được những khoảnh khắc vui vẻ nhất khi bo bước vào tôi tự động nằm vào trong góc bo nằm giữa vinh nằm ngoài ánh để nêu ông được tắt đi anh ôm bo nhưng nhìn tôi và nói Hai mẹ con có muốn ba kể cho nghe chuyện bắt tội phạm không? Dạ có, ba kể đi ba Vinh vẫn chưa kể Vẫn như đang muốn chờ đợi câu trả lời của tôi Thấy vậy tôi lý nhí nói Mẹ cũng muốn nghe Vậy được, để ba kể cho nghe nhé Giọng Vinh rất đấm Nghe như giọng của MC phát thanh trên radio thời xưa Thực ra câu chuyện Vinh kể Không hẳn là quá ly kỳ Nhưng dưới sự dẫn dắt của anh lại hết sức hấp dẫn và cao trào. Và hơn hết, cuối câu chuyện anh còn có một bài học rút ra dạy con. Tôi nghe đến đâu cảm thấy hứng thú đến đấy. Sau khi hết lại có chút nối tiếp Ngày xưa tôi từng nghe câu chuyện nghìn lẻ một đêm. Không hiểu sao, dẫu rằng bản thân biết không nên. Nhưng ngay giây phút này tôi lại ước rằng giá mà câu chuyện của Vinh cũng là những câu chuyện không hồi kết. Những đêm tôi và anh cùng bo ngủ sẽ là mãi mãi. Khi Vinh kể xong, bo cũng ngủ say. Hôm nay con chơi với bác Lan cả chiều nên giờ đã ngủ. Tôi đưa tay vuốt mái tóc con, đột nhiên bị một bàn tay to lớn của Vinh nắm chặt. Lúc này tôi rụt lại, nhưng Vinh đưa một ngón tay lên miệng ra đâu để cho bo ngủ. Dính đèn lờ mờ tôi chỉ thấy ánh mắt anh vẫn chưa rời khỏi tôi. Tại anh rất ấm, nhưng có phần thô giáp hơn. Những năm trước rất nhiều. Cũng đúng thôi, Tôi và anh đã không còn là những cô cậu sinh viên. Trên khóe mắt tôi còn có vết chân chim. Bàn tay của tôi còn trai sạn, húng hổ là anh. Anh nắm chặt tay tôi như thể sợ tôi buông ra và nói rất nhỏ. Thủy, em có thể mở lòng để cho chúng ta có một cơ hội được không? Câu nói của anh rất tha thiết, khiến tim tôi bỗng dưng loạn nhịp. Buổi đêm thường khiến cho người ta dễ mất đi lý trí, Tôi không thở nổi Cũng không biết đáp lại thế nào Cuối cùng Vinh cũng không cần câu trả lời nữa mà nói Không sao Tôi đợi được Em cứ ngủ đi Tôi khẽ rút tay ra khỏi tay anh Xoay lưng vào tường Nằm trần trọc mãi không thể ngủ Mãi đến khi có tiếng lạch cạch bên dưới Tiếng bà Thảo cất lên Tôi mới mệt quá mà thiếp đi Đến khi trời gần sáng tôi khẽ xoay mình nhưng không say nổi liền mở mắt ra lúc này tôi mới chọn tây vinh đang ôm tôi cả người anh cao lớn ôm trọn tôi trong lòng tôi kinh ngạc kéo tay anh ra nhưng anh càng siết chặt hơn bo đã được chuyển ra nằm bên ngoài từ lúc nào giường mấy tám nhưng tôi và anh chỉ đang nằm trong khoảng độ tám mươi phân anh thấy tôi ngọ ngoại, liền đưa chân giữ lấy chân tôi và nói nhỏ con đang ngủ Em như thế là nó dậy đấy Anh buông tôi ra Sao anh lại thế này Tôi vừa nói xong Cũng thấy bo xoay người đầy nghiêm lặng Vinh được thể cần siết chặt tôi vào lòng Mùi cơ thể anh rất thơm Không phải mùi hương nhân tạo Mà là một mùi rất nhẹ Thoang thoảng bay vào mũi Cảm giác dễ chịu vô cùng Rốt cuộc Anh chui vào đây bằng cách nào Tôi cố thoát cũng không thoát nổi cuối cùng đành nằm im khi đã nằm im được một lúc tôi mới phát hiện hình như tay tôi ra mồ hôi tim đập nhanh hơn cái cảm giác này đã lâu rồi tôi chưa có tôi bỗng thấy mình nhỏ bé được che chở tôi ngước mắt nhìn anh càng nhìn kỹ là càng thấy đẹp trai hóa ra người phụ nữ độ tuổi nào cũng mê trai đẹp và tất nhiên tôi không phải là ngoại lệ vinh ôm tôi một lúc đến khi có tiếng chuông báo thức liền bật dậy anh đánh thức Bo rồi mới trở lại phòng. Khi anh đi, tôi lại chợt thấy hơi tiếng tiếc, ngẩn ngơ một chút. Những ngày tiếp theo, bà Thảo đi du lịch bên Thái mười ngày. Ông Quang thì đi công tác ở miền Nam một tuần. ở nhà lại chỉ có mấy người chúng tôi. Hàng ngày mỗi tối đến, Bo vẫn sang gọi tôi ngủ cùng. Thực ra không cần gọi, con tôi cũng tự động ra. Dường như nó đã thành thói quen mỗi tối của tôi. Tất nhiên cũng như Vinh. Mỗi sáng dậy tôi đều thấy Bo bị đưa ra ngoài Còn anh chui giữa ôm với tôi Lần đầu và lần thứ hai tôi còn phản đối Dần dần tôi biết Phản đối cũng vô ích Đến đêm thứ ba tôi cứ để mặc anh muốn làm gì thì làm Có thể tôi không biết phản đối Hoặc cũng có thể là do tôi cũng không muốn phản đối Thực sự lực hấp dẫn của mình rất lớn Chỉ cần nhìn vào đôi mắt hổ phách của anh Tôi cũng đã bị thấy mình bối rối Tôi cũng không biết tại sao Càng tiếp xúc gần với anh tôi lại càng không có khả năng từ chối anh nữa Và lại ở một không gian quá đỗi nhạy cảm này Tôi thực sự hoàn toàn bị động trước hành động đó của anh Chủ nhật tuần ấy Vinh được nghỉ Từ lúc bon ra viện chỉ quanh quần ở nhà Nên anh đề nghị sẽ đưa mẹ con tôi đi chơi Chị Lan mệt nên chỉ ở nhà Tôi nhờ cô giúp việc chăm sóc chị rồi mới đi cùng Vinh Vinh tiểu lái xe đến trung tâm vui chơi của trẻ em vì bo vẫn chưa phục hồi hoàn toàn nên tôi và vinh phải luôn theo sát con chỉ cho con chơi những trò nhẹ nhàng cả ngày hôm ấy chơi cũng mệt nhừ đến khi về đến nhà tắm rửa cơm cháo xong xuôi tôi ôm bo chẳng còn đợi vinh nữa mà ngủ tiếp đi bãi đến khi tôi chợt thấy có thứ gì đó rất mềm mại chạm vào môi mình tôi mới đột nhiên tỉnh giấc là vinh anh lại đang ôm tôi đôi môi anh chạm lên môi tôi rất nhẹ nhàng tôi nhìn anh anh cũng nhìn tôi Ba bốn ngày hôm nay cùng lắm anh chỉ ôm Đây là lần đầu tiên anh có hành động này Lẽ ra ở hoàn cảnh này tôi phải từ chối Lẽ ra phải cứng rắn để anh ra Nhưng giữa ánh đèn dịu nhẹ, hưu hắt Giữa một không gian tĩnh Tôi lại không biết phải làm gì Toàn thân tôi chợt run lên Anh vẫn giữ lấy tôi Trước lưỡi giả hoạt bắt đầu đưa đẩy vào trong Hơi thở anh nồng ấm Tôi nằm trong một thế bị động Toàn thân đơ ra anh siết chặt tôi rồi đột nhiên nói Thủy, những năm tháng qua anh thật sự rất nhớ em Nghe anh nói tôi cũng khựng lại Sống mũi cay xẻ Anh là mối tình đầu của tôi Lệ ra những năm tháng xa nhau tôi đã quên anh Cơ báo gạo tiền Những nỗi lo lắng đớn đau Làm tôi từng quên mất có một mối tình như vậy Nhưng khi gặp lại Và ngay giây phút này Tôi thấy mình như đang thổn thức Đang sống lại như thời tuổi trẻ dạo dực Vinh đưa tay chạm lên mấy sợi tóc lơ thơ trên mặt Đôi môi lần nữa cúi xuống chạm lên môi tôi Tôi lúc này không nghĩ được gì Bàn tay bám lên tay anh rồi đắp tràn lại Hai chúng tôi cứ thế mà hôn nhau mãnh liệt Thế nhưng ngay khoảnh khắc ấy tôi chợt bừng Tỉnh Liền bật dậy đẩy anh ra rồi bước xuống dưới Vinh nhìn tôi Ánh mắt có phần ngơ ngác như chưa hiểu chuyện gì xảy ra Tôi vào nhà vệ sinh xối nước cho mình tỉnh táo lại Rồi tát mấy cái Tại sao tôi lại để bản thân mình mất đi lý trí như vậy? Tôi và anh không thể bên nhau, vĩnh viễn là thế. Khi còn đang ở trong đó, Vinh cũng mở cửa bước vào. Anh kéo tay tôi giữ chặt và nói. Thủy, tôi biết em đang lo lắng gì. Em đang lo ba mẹ tôi đúng không? Nhưng chúng ta đã có với nhau một đứa con. Chỉ cần em mở lòng, nhất định tôi sẽ thuyết phục họ. Tôi cúi đầu, đối với anh chỉ đơn giản là thuyết phục. Nhưng đối với tôi lại khác. Ông Quang là người làm ăn Và lại ông đã từng nói nếu sau này Vinh lấy vợ khác Có nghĩa dù thế nào Ông cũng chỉ coi tôi với tư cách là mẹ của cháu trai ông Tôi còn có một gian thế phức tạp Có một đời chồng Tôi có thể hiểu rằng bản thân mình Để có thể mở lòng với Vinh Thì cũng không thể khiến cho ông bà Quang Thảo mở lòng với tôi Tôi hít một hơi và đáp lại Anh Vinh Thực ra khi ở gần nhau Thường nảy sinh những chuyện này Mấy ngày hôm nay còn chưa kịp nói hết Vinh đã ngắt lời Em muốn nói rằng những hành động của em đối với tôi chỉ là ngộ nhận à? Chỉ là vì tiếp xúc với nhau quá gần Nên nảy sinh ra điều đó Tôi không tin Mà em đối với tôi thế nào cũng được Tôi không ép em phải vội vàng Thực sự xin lỗi Vì tôi có chút vội vàng Không kiểm soát được bản thân Tôi sẽ cho em thời gian từ từ Nói rồi không đợi tôi đáp Vinh bước ra ngoài mở cửa khi tôi quay trở lại cũng không thanh trên giường nữa Tôi nhìn bo Nằm ngủ say lại thở Rõ ràng chính bản thân tôi đang muốn đẩy anh ra xa Vậy mà giờ lại thấy buồn Tôi nằm mãi cũng không ngủ được Đến khi sáng bo dậy Hai mắt vẫn trân trân nhìn lên trần nhà Khi tôi bế bo xong ăn sáng không thấy Vinh đâu Tôi quay sang hỏi Thì cô giúp việc nói Thứ hai đầu tháng anh phải chào cờ Nên đã đi từ sớm Chỉ dặn cối đợi bác cháu mẹ con tôi xuống Hay nấu đồ ăn cho nóng Buổi tối hôm ấy Vinh về rất muộn 9 giờ đêm tôi đưa Bo đi ngủ Anh vẫn chưa thấy có mặt Bình thường giờ này anh đã tắt điện nằm kể chuyện Hôm nay hai mẹ con nằm mãi Tôi cố kể cho Bo mấy câu chuyện Nhưng nó cứ nhất thiết chờ ba về Mãi đến gần 10 giờ tôi kiểm tra điện thoại Mới thấy tin nhắn của Vinh Nói hôm nay anh phải đi phối hợp điều tra với bên công an phòng cháy Dẫn cơm bên đó nên về rất muộn Tôi đọc xong tin nhắn Quay sang nói với Bo Thằng bé mới chịu đi ngủ đêm qua thức trắng giờ tôi cũng mệt lử cảm giác trống trải dần dần trôi đi khi cơn bột ngủ ập đến tôi cũng không biết mình ngủ bao lâu chỉ đến khi có tiếng lạch cạch thì khẽ mở mắt dưới ánh đèn tôi thấy vinh vẫn mặc nguyên bộ đồ ngành tôi khẽ dụi mắt chợt không thấy bo đâu nữa liền hốt hoảng và hỏi ơ bo đâu rồi vinh nhìn tôi và đáp lại tôi bế con sang ngủ với chị lan rồi Hình như anh uống rượu Mùi rượu phả rất nồng nặc Còn chưa kịp hỏi sao lại bế bò đi Anh đã nói Thủy Không hiểu sao tự nhiên anh có một linh cảm rất là bất an Không biết bao nhiêu năm qua Em coi anh là cái gì Có lẽ rất mờ nhạt Đến mức em còn quên đi Nhưng anh thật sự chưa từng quên em Có lẽ bởi hận em Mà càng hận lại càng không thể quên nổi Cứ ám ảnh rồi luẩn quẩn một vòng Đến tận bây giờ anh mới hiểu Càng hận là càng yêu. Có lẽ khi em bỏ đi đã mảnh anh đến tận bây giờ. Anh thực sự sợ em lại bỏ đi một lần nữa. Vinh nói đến đây tôi cũng thấy tim mình đau nhói. Dường như có hàng ngàn mũi kim cứ thế đâm vào mà không làm gì nổi. Tôi cố dặn mình mạnh mẽ, cố dặn mình không được khóc. Tôi còn chưa hiểu nổi tình cảm của tôi với anh thế nào. Về mà lúc này đây một giọt nước mắt nóng ngồi lan xuống, mặn chát. Câu hỏi của anh khiến tôi cảm thấy bị thương tột cùng Vinh nhìn tôi Đột nhiên kéo tôi vào lòng và giọng lạc đi Anh không muốn mất em thêm một lần nào nữa Anh thực sự mệt mỏi rồi Em có thể đừng trốn tránh tình cảm của anh nữa có được không? Tôi mặc cậy anh ôm Không đẩy ra Bờ vai anh khẽ run lên Giá mà là tôi của những tháng năm trước kia Tôi sẽ mặc kệ tất cả mà gật đầu nhưng giây phút này tôi chỉ thấy đau lòng Tôi thực sự không biết Mình phải nói thế nào Cuối cùng cũng chỉ im lặng Vinh buông tôi ra Nắm lên hai vai tôi rồi đột nhiên cứ thế hôn Tôi để mặc anh Không còn muốn gồng mình lên chống cự Tôi cũng mệt mỏi rồi Không biết Vinh đã hôn tôi bao lâu Chỉ đến khi anh buông ra rồi trở về phòng tắm táp Tôi vẫn cứ ngồi trên giường nhìn theo Tôi cứ nhìn theo bóng dáng đấy đến khi khuất dần Bỗng dưng tôi lại muốn sống vì cảm xúc một lần Còn hơn một tháng nữa Liệu rằng tôi có thể để mặc kệ tất cả hay không? Tôi cũng không còn biết phải làm thế nào nữa Vì để ứng trước một tỷ Tôi và ông Quang đã bỏ luôn phần trăm nuôi Mỗi cuối tuần của tôi dành cho bò Thực ra khi đó mọi quyết định đều trông chớp nhoáng Và lại tôi còn cho rằng Vinh và Liên sẽ lính nhau tôi còn cho rằng con mụ đọc ác ấy sẽ thay tôi làm mẹ thằng bé nên đã ký vào văn bản sau này nhưng giờ đây vinh không có gì ràng buộc liệu rằng tôi và anh có thể cho nhau cơ hội nữa không thế nhưng rồi tôi khẽ gạt đi làm gì còn cơ hội tất cả mọi thứ đều không cho tôi bất kể một cơ hội nào nhưng lúc này tôi thật sự mệt mỏi thật sự không muốn gồng lên nữa hay là dù thế nào cũng phải đi Khoảng thời gian này cứ hạnh phúc vui vẻ Ít nhất như vậy Sau này cũng không còn hối tiếc Tương lai là chuyện của tương lai Giờ hạnh phúc thì cứ tận hưởng đã Ngày hôm sau khi tỉnh dậy Tôi đã thấy cảm vinh lẫn bo đồ nằm trên giường Quá lạ thật Đêm qua tôi ngủ lúc nào tôi còn không nhớ Tôi thực sự chỉ nhớ rõ nụ hôn đêm qua Còn là mọi thứ trống trơn Tôi nhìn hai ba con bật cười Đêm qua Thế là tôi cũng nghĩ thông rồi buổi chiều Khi tôi và chị Lan còn vừa dạy Bo học Hiếm Quang cũng về Ông mua rất nhiều quà cho Bo Toàn những món đắt tiền xa xỉ Thằng bé thích lắm Học xong ngồi lắp ghép những món đồ chơi đấy Tôi bế Bo sang phòng Cũng không biết ông Quang có để ý Việc Vinh ngủ cùng tôi và Bo hay không Có lẽ là không Vì ông Quang thực sự rất bận Ông trở về sau chuyến công tác Là vội đến công ty luôn Hôm nay trước khi ngủ Vinh bắt đầu kể chuyện Phải công nhận Chuyện anh kể ngày càng hay Hay đến mức hai mẹ con cười khúc khích mãi không thôi Lâu lắm rồi tôi mới thực sự vui vẻ như vậy Và cũng lâu lắm rồi tôi mới có một giấc ngủ trọn vẹn như thế Những ngày tiếp theo bà Thảo cũng trở về sau chuyến du lịch Thái Lan Từ khi ông Quang và bà Thảo về tôi lại cảm thấy có chút gờn ngợn có tả Mỗi buổi tối tôi cứ phải chờ hai người lên tầng mới dám sang phòng của Bo Dạo này Vinh cũng bận anh làm việc đến khuya Nghe nói có mấy vụ án đang gặp rắc rối Nên anh cũng sang phòng bo rất muộn Đều là những khi hai mẹ con tôi đã ngủ mất Hai tháng tôi đều đánh dấu lịch Mỗi ngày trôi qua lại tích vào Để biết số ngày còn lại đây Buổi sáng của ngày thứ 27 Khi còn đang miên man trong giấc ngủ Đột nhiên tôi thấy tiếng chuông điện thoại cắt lên Lúc này tôi liền bật dậy kém tay Vinh Đêm qua anh sang muộn Nhưng vẫn ôm cả hai mẹ con tôi ngủ Tôi hơi đẩy anh ra rồi với chiếc điện thoại trên bàn để nghe Là số của bà Xuân Vừa nghe giọng tôi bà đã oang oang Thủy Con làm cái trò gì mà để Ba con bị người ta đánh đến mức phải nhập viện thế này Dì nói cái gì ạ Nói cái gì nữa Con cướp chồng đoạt vợ người ta Khiến người ta đến nhà Làm ầm lên hàng xóm ai cũng chửi Rồi dạng sáng lúc ba con đi đánh lưới Có người đánh lén May mà phát hiện ra giờ vẫn đang ở viện đây Tôi nghe xong cũng sững cả người đi Lúc này Vinh đã tỉnh Anh nhìn tôi và hỏi Ba em bị sao đấy Bị người ta đánh á Điện thoại của tôi cùi bắp nên loa rất to Việc Vinh nghe được cũng không có gì là lạ Tôi cố nuốt nước bọt Chắc chắn chuyện này lại do con mụ liên gây ra Dù cho tôi đã từng hận ba Dù cho ông đối xử với chị em tôi không tốt Thì ông vẫn là ba của tôi Tôi nhìn Vinh run run và nói Anh Vinh, có lẽ tôi phải về vân đồ một chuyến anh đi với em không được hôm nay anh phải đi làm mà nhưng nếu mà em đi một mình là rất nguy hiểm anh không muốn em gặp nguy hiểm anh sẽ nghỉ một ngày đợt bao ốm anh đã nghỉ hết phép, phép rồi giờ tôi cũng không muốn anh cứ nghỉ nhiều như vậy ảnh hưởng đến công việc của anh Thủy, nếu em từ chối như vậy anh sẽ để chú quảng tài xế đi em đi nhé xuống vân đồ anh cũng có nhiều bạn bè làm công an dưới đấy chỉ cần thấy có chút gì bất thường Em phải gọi anh luôn đấy biết chưa Vâng em cảm ơn anh Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 11 của bộ truyện có tựa đề Sống chung với mẹ chồng và chúng ta chỉ còn một tập cuối cùng thôi, đó là tập 12 thì sẽ kết thúc bộ truyện dài kỳ này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ bấm like và follow đăng ký kênh để chúng ta không bỏ lỡ tập cuối cùng của bộ truyện hấp dẫn này quý vị nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại